Em chờ các bác buổi trưa nhá. Đó, em có mấy cái đơn nhạn này em bán nốt luôn các bác ơi. Đây là lô nhạn giống này rất là nhiều luôn này, đây một này. Hai này. Ba này. 4 5 này. 6 7 này. 8 này. 9 này. 10 này. 11 12 này. 13 này. 14 15 này. 16 này. 17 này. 18 này. 9 này. 20 này. 21 này. 22 này. 23 này. 24 này. 25 này, 26 này. 27 này. 28 này. 29 này. 30 này. 31 32 33 34 35 36 37 cây nhá. 37 cây này các bác ơi. Đó luôn nhận giống 37 cây này, đó. Lô này em bán có giá 370k này. Đó đây là lô đầu tiên nhá. Đó và tiếp tục lô thứ hai là cây to này. Cái này gì nó bị lá nó bị gãy một cái tí lá này thôi nha các bác nha. Nó gãy một cái lá này này. Đó, cây này thì nó mọc hai cây. Cây to này nó mọc hai cây này. Đó, cây này em bán 350k thôi. Đó, đây là lô 2. Tiếp tục lô 3 này các bác ơi. Cây nhãn rất là to luôn này. Đây một này. Chủ yếu là cây này thôi nhá. Cây này thì có 10 cặp lá nha các bác nhá. 10 cặp lá luôn này. Đó. 10 cặp lá này. Cái này người ta gọi là lá lướt nhá. Chưa ra ngọng hoa luôn. Đó chỉ biết hoa nó vào tháng 8 hay là tháng gì. Em cũng không biết, tháng 4 thì chưa ra hoa rồi. Đó, cái này em chưa biết, em chưa thấy mặt hoa, chưa thấy ngọng hoa của nó luôn. Đó mấy cái thành phần này chưa thấy mặt hoa luôn. Em chỉ biết là tháng mấy thôi nhá. Đó. Cái này do nó bị nắng, nó bị nắng quá nha các bác ơi. Nó bị lá như thế này nha. Mà không sao đâu nha các bác nha. Đó. Đây lô này em bán là 1 triệu 2 này. Cái lô này nha. Lúc nào yêu cầu hàng gì gọi về theo em nha.